Xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Và ngày hôm nay Hiền Kim lại xin lên sóng chi tiết một chiếc xe phân khúc hạng B, số tự động Mazda 2, sản xuất 2016, biển 98 Bắc Giang, màu xi xám. Và hiện tại chiếc xe này đang được chào bán tại Luxury Car Hải Dương với giá tiền là 430 triệu. Quý khách hàng có nhu cầu thì xin vui lòng đến trực tiếp địa chỉ là 166 đường Trường Chinh, hoặc liên lạc qua số hotline 0978 607 555. Chất lượng xe bên Luxury Car bán ra cam kết 100% bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước. Và bây giờ Hiền Kim kính mời toàn thể quý khách hàng cùng theo dõi qua chi tiết chiếc Mazda 2 số tự động 2016 bản 1.5. Xe rất là đẹp từ trong ra ngoài, và với cái màu này Hiền Kim thấy khá cũng là độc này, rất là độc luôn đấy. Màu sạch nhìn rất là sang. Mazda 2 thì chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, mặc dù là nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không được rộng rãi như những dòng xe khác, nhưng mà chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Hệ thống đèn rất là siêu sáng này, đèn gầm nhìn đầu rất là thể thao và rất là trẻ trung. Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ, đề nổ thông minh, nội thất màu đen nguyên bản, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Xe đã 46 vạn một chút. Trần đã bọc trần 3D chống nóng rồi, rất là đẹp luôn. Sẽ quay qua nội thất cho các bác tham khảo qua chiếc Mazda 2. Xe vừa về máy hơi bẩn nhá, thì man Kim sẽ rửa máy cẩn thận để có thể lên sóng được thường xuyên. Cam kết là máy nguyên zin. Với chiếc xe Mazda 2 này thì bên em đang chào bán tại cửa hàng với giá là 430 triệu, có hỗ trợ banh lên tới 60% giá trị vay vốn ngân hàng, và bên em bao rút hồ sơ, cam kết chất lượng 100%, xe không tai nạn, không ngập nước. Quý khách hàng có nhu cầu thì xin vui lòng cứ điện thoại cho em qua số hotline 0978 607 555.